Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình trải nghiệm sản phẩm của Oshima. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó là sản phẩm máy nổ Oshima OS160 với hiệu quả làm việc tối ưu. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng trải nghiệm nó nhé. Như các bạn có thể thấy, đây là chiếc máy nổ OS160 với động cơ mạnh mẽ lên đến 5.5 HP. Các bộ phận của máy bao gồm bộ khởi động máy, e-gió, khóa xăng, cần ga, bộ lọc gió, nút ốc xả xăng của bình xăng con, bugi, ống bô, nút nhớt hai bên và cuối cùng là công tắc của động cơ. Phụ kiện đi theo máy thì gồm có khóa mở bugi, tua vít và cuối cùng là sách hướng dẫn sử dụng. Máy đắp tiết khởi động, tất cả bánh răng cam làm bằng kim loại, bugi của Đức hiệu Boss. Máy nổ Oshima OS160 có dung tích xi lanh 163cc cho công suất 5.5 HP. Bình xăng con ít heo xăng, máy có tỷ số nén 8.5/1 và có số vòng quay là 3.600 vòng/phút, giúp máy hoạt động một cách mạnh mẽ. Máy có kích thước trung bình, trọng lượng 14kg, giúp ta không có khó khăn trong quá trình di chuyển. Chiếc máy nổ Oshima OS160 sản xuất theo công nghệ Nhật Bản tại Thái Lan nên chất lượng rất tốt và giá thành cực kỳ hợp lý, nên sản phẩm của Oshima được ưa chuộng nhiều tại Việt Nam. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy đặt mua ngay chiếc máy nổ Oshima OS160 của chúng tôi để công việc chỉ của bạn trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhé. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại tại thành phố Hồ Chí Minh 028 3973 7777, hoặc các bạn có thể truy cập vào website oshima.com.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt hàng online. Đừng quên like và share cũng như đăng ký kênh video của Oshima để đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.